Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các em học sinh. Thì hôm nay thì thầy làm cái video này để thay mặt lớp 84 là gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lương, là giáo viên trường trung học cơ sở Trương Nha Mô. Thầy đã tặng điện thoại quà sim 4G để cho một em học sinh của lớp 84 có điều kiện học trực tuyến cùng các bạn. Thì cái sự việc đó là lớp 84 là có một em học sinh là cái điện thoại của em này là đã cũ rồi và không có vào Google Meet để học trực tuyến được. Thì hôm đó thì thầy cũng có vận động quý thầy cô, và quý thầy cô cũng nhiệt tình là giúp đỡ. Đặc biệt là thầy Lương đã gửi tặng một cái điện thoại và một cái sim 4G để tạo điều kiện cho em này học trực tuyến Google Meet. Thì một lần nữa thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lương. Thì khi mà thầy phát động như vậy thì giáo viên cũng nhiệt tình là giúp đỡ các em, thì với tinh thần là không bỏ các em lại phía sau, là giáo viên cũng nhiệt tình là đóng góp. Ví dụ như ở đây là có điện thoại của thầy Vinh là nó đã bị hư rồi, và cái điện thoại bên đây là của cô Dung cũng đã bị hư rồi, thì thầy cũng xin lại hai cái điện thoại này lại để thầy sửa lại cho các em. Nhưng mà thực tế không biết là điện thoại này nó bị hư cái gì. Nếu mà điện thoại này hư mà hư nhẹ em, giá rẻ, thì thầy sẽ sửa lại và thầy sẽ tặng lại cho các lớp chưa có điện thoại để học trực tuyến Google Meet. Và ở đây thầy muốn nhắn nhủ với các em một điều, thì do dịch bệnh Covid thì cái điều kiện học của chúng ta rất là khó khăn, không riêng gì các em, gia đình các em và tất cả mọi người cũng rất là khó khăn trong cái mùa dịch. Nhưng mà ở đây một điều là thầy cô không bỏ các em lại, thầy cô sẵn sàng giúp đỡ các em. Nhưng mà các em phải cố gắng học tập, phải cố gắng học tập để đạt những thành tích cao hơn, để không phụ lòng sự giúp đỡ của thầy cô.